kẹp các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 135 dọn phong cách siêu nhân hồng rất nổi bật. Từ hưởng phong cách là LC 135 V6, cái chiếc trên mạng Easter 135 ở dưới đây cho nên khác lạ hơn, ấn tượng hơn. Kết hợp cùng đó là một chiếc tông hồng nổi bật đi cùng một vài món đồ chơi hàng hiệu đã giúp chiếc xe cho nên là chất lượng hơn rất nhiều. Chi tiết cái đèn demi mặt nạ và bờ dì nhám dưới là có combo được bán chung với nhau, được đặt hàng từ Malaysia về với mức giá là khoảng 1,5 triệu một bộ. Phần demi này rất giống với cái phiên bản là LC 105 V5, nhưng có thêm một cái phần miếng dán nhựa nhám phía trước che đi cái phần đèn xe. Đó chính là một cái điểm khác biệt nơi dành đầu của LC 105 so với cái chiếc Exeter 135 năm số của Việt Nam ta. Đồng hồ Koshima thiết kế đơn giản, liền lạc, thêm cái vòng tua máy, nhiệt độ giờ hoặc có thể đổi màu nền mà cái đồng hồ sim thì lại không có. Tuy nhiên đây là một sản phẩm của cái Exeter 135 4 số hoặc là chưa sử dụng, nên khi bỏ qua cái dòng Exeter 135 5 số phải chết cái bờ cổ. Hai bên còn có trang bị các cặp cụm công tắc NVX kết hợp cùng với ống gà Puma. Trang chân trước là sự kết hợp mũi thắng KS, kích thước là tầm khoảng 260, với chiếu hệ dầu Rainbow lục lớn 2 mét đối xứng đi cùng với dầu heo bấm đầu. Xung quanh được nhấn nhá bằng các chốc rằm. Chi tiết phần ống xả thì đến từ Puma Racing, kết hợp cùng với cái bộ ốc ngoài của Spark. Phần các chân Raider đi cùng với phát được bắt cao hơn, gọn gàng hơn so với các chân sim. Cái vị trí của Crossboy bình dầu rời phía sau là sản phẩm sản xuất dành riêng cái dòng Exeter 135 sử dụng, giúp chiếc xe đầm ổn định hơn rất nhiều, chạy tốc độ cao. Đi liền với bộ cấp nhôm và cái cặp mâm Crossboy 5 cây có trọng lượng nhẹ hơn, cũng như cánh mâm có kiểu dáng là khí độc hơn. Yamaha X-Max 300 độ full upton đến từ Mitsui. Cái chiếc Yamaha X-Max 300 là một đại diện của mẫu Taiga hiệu sức cao thể thao mà các thương hiệu đến từ Nhật Bản hiện nay hay áp dụng. Đến với cái cửa hàng Mitsui nổi tiếng ở Thái, thì cái chiếc X-Max 300 hôm nay được hoàn thiện hơn phong cách là xe đua đường phố rất hậu. Quán số chứng minh cái kiểu dáng thể thao hiện đại, cái chiếc X-Max 300 độ hôm nay ở dụng cho mình cái tông màu đen nhám kết hợp các chi tiết được sơn bóng để tạo nên cái sự huyền ảo khác thường trong cái mắt người xem. Cùng với đó là hệ thống tay lái với những món trang sức rất quen thuộc với cặp cụm phanh Rainbow Bliss, với phần hiệu quả làm việc là cao cấp cùng với cái độ thẩm mỹ đẹp đến miễn bàn. Trang bị cho cái trang chân sành điệu là bộ rất ấn tượng vô cùng khi thay đổi bộ mâm là Oval Racing, thiết kế từ cái hợp kim magie siêu nhẹ và cái màu sắc cũng nổi bật. Tiếp đến là tăng cường khả năng kiểm soát phanh với cụm phanh Rainbow 4-bit Tactic ở trước cùng với đĩa đồ chơi cái tán nhựa màu đỏ. Phanh sau đã dùng cái lợt Rainbow 2-bit để xứng logo đỏ. Cả hai đều được bắt chén tiếp thông qua cái phát nhôm CNC được minh cái cam màu đen cũng rất cứng cáp. Chi tiết ốc Sariya Thái tài trợ cho những chi tiết nhỏ nhất của chiếc xe. Chuyên tải lượng dầu thắng thông qua cái bột nhắc dầu S chính hãng được bấm đầu và kết hợp cùng với cái nối là Sabet theo đúng một cách MotoGP. Cuối cùng là hai món đồ chơi không hiếu đối với một bản đồ tay ga hiện nay, chính là một cái ống xả Anovis kết hợp cùng với cái bột Selenium. Cái cặp chống sắp sau có dùng cái lỗ Hordin bình dầu rời với độ tải trước cao cấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.